gái chặt đầu cho bố hả? À, gái chặt đầu cho bố hả? Trời ơi, giỏi hết sức cơ. Trải ra nó mới ngủ được hả? À, có cái gì kê đầu không? Có gì đâu? À, có nó trải ra mới nằm được hả? Mà cái gái chặt cái đó cho ai vậy? À, ai nằm? Con không nằm được hả? Sao vậy? Con cao hả? À, cái đó thấp quá phải không? Mẹ con có giặt đồ vậy rồi mẹ có hay không? Không hả? Mẹ không có hay hả? Con tự vô đây giặt á hả? Mẹ đâu rồi? Mẹ đang bán đồ hả? Con xuống đây giặt đồ hả? Trời ơi, hôm bữa con rửa chén bị mẹ la, bữa ăn ăn đi giặt đồ. Trời ơi. Con hết giận mẹ rồi. Con đi giặt đồ. Hết giận mẹ rồi hả? Hết giận mẹ giờ đi giặt đồ phải không? Hôm bữa rửa chén rồi, bữa bị mẹ la rồi nay hết giận rồi phải không? Hôm nay con hết giận mẹ, nay con đi giặt đồ hả? Trời ơi. Mẹ này. Mẹ này. Con gái làm vậy mà còn la con gái nữa. Con gái giỏi ghê không mà nấu cơm nữa. Rồi giặt rửa chén, giặt đồ nữa rồi còn bị mẹ la nữa. Trời ơi. Đó. Đặt vậy đó hả? Sáng giờ hả? Hồi bố đi làm tới giờ hả? Hồi bố đi làm tới giờ rồi con gái giặt tới giờ luôn á hả? Rồi thay thay đầu chưa? Có ướt ướt đầu không? Không ướt hả? Rồi sáng giờ mẹ có la chưa? Hả? Chưa la hả? Rồi sáng giờ mẹ chưa có la. Hết giận mẹ rồi phải không? Nè con làm gì mà mẹ làm gì con mà con giận mẹ? Con rửa chén mẹ la con giờ con hết giận rồi phải không? Hết giận mẹ giận đi con đi giặt đầu hả? Trời ơi, con gái nó rửa vậy mà phụ mẹ vậy mà bị mẹ la nữa chứ. Rửa chén rửa bể cái chén nào không? Không hả? Vậy mà còn bị la nữa. Rửa xà bông sạch sẽ luôn hả? Rửa xà bông sạch sẽ luôn rồi thì còn bị mẹ la nữa hả? La giờ con hết giận mẹ rồi giận đi giặt đồ. Trời ơi. Mẹ này thiệt tình. Thiệt con nữa. Gái phụ vậy còn bị la nữa chứ. Con bị la. Con bị la nữa. Giận tới rồi. Con ra con nữa. Con la con nữa hả? Rồi con làm gì đó? Con làm gì đó? Trời ơi. Ôi. Trời ơi, hết sức luôn vậy đó. Con gái nó giỏi vậy. Ê, uống sữa chưa? Chưa. Chưa hả? Trời ơi, sáng giờ chưa ăn uống gì nè hả? Con no hả? Con làm gì mà no? Con ăn cám nhiều no. Ăn gì? Ăn cháo hả? Ăn cháo rồi phải không? Ăn cháo rồi mới đi rửa chén giặt đồ hả? Vậy chứ tưởng đâu sáng giờ chưa uống sữa chưa ăn gì hết chứ. Bây giờ gọi ăn cơm rồi bơi. Xong rồi hả? Xong rồi đi ra ha. Rồi. Cho cá. Hay ra con cá hả? Cá gì nữa? Cá màu xanh nó chết. Ăn cá màu xanh chết hả?
Rồi. Con cá màu xanh nó chết. À đây, hồi sáng rửa chén rồi, sao chén còn nằm đây thinh vậy? Ông rửa chén gì? À, đang rửa mẹ la cái gì phải không? Đâu? Ôi, chết thiệt rồi. Trời ơi là trời ơi con cá. Sao nó chết vậy? Hả? Bố cho ăn nhiều nó chết. À, bố cho ăn nhiều nó bể bụng hả? Bể bụng rồi chết. À, bị bể bụng rồi nó chết luôn. Trời ơi. Trời ơi con cá ơi là con cá. À, con cá ơi là con cá. Ôi rồi con cá này nó không bị chết luôn rồi nè. Không. Nè. Trời ơi con cá ơi là con cá. Con cá nào? Con cá này chuẩn bị chết luôn rồi nè. Ừ, không có làm gì nó không? Không. Không mà tự nhiên nó vậy rồi nó sắp chết á hả? Rồi ôi con cá này. Con cá hư về con. Ừ. Nó thân bươi kìa. Ừ. Nó sống nó thân bươi. Ừ. Cho con cá nó thân đi. Tội nghiệp quá à. Ừ. Tội nghiệp con cá ơi à. Con cá. Con cá ơi là con cá. Đi vô con. Đi vô nè. Rồi đi vô. Thôi được rồi đi vô mẹ la cái gì vậy.